Tháng chạp, nhiều người nông dân ở các làng hoa của xứ Huế đã tất bật cho vụ hoa Tết. Sắc hoa mang đến niềm vui cho mùa xuân mới và cũng mang đến rất nhiều hy vọng về một cái Tết đủ đầy cho những người nông dân trồng hoa. Ngày hôm nay thì Trang sẽ ghé thăm vườn mai của ông Nguyễn Văn Giạc ở phường Thụy Phương, thị xã Hương Thủy. Và bây giờ hãy cùng thì Trang đi ngắm mai Tết. Vườn mai này đã ra đời hơn 30 năm. Ông Nguyễn Văn Giạc đã dành nhiều tâm huyết, công sức khi quyết định gắn bó với nghề trồng mai. Đối với ông, đây không chỉ là một cái nghề mà còn là niềm đam mê từ thời trẻ tuổi. Trồng mai không chỉ có kỹ thuật mà quan trọng hơn chính là sự nâng niu chăm bón thường xuyên. Cây mai thì rất là khó chăm sóc, nhưng mà cây mai ở dưới đất thì dễ, ở dưới rừng càng dễ, nhưng mà cây mai ở trong chậu càng khó. Nhưng trong chậu càng khó, trong cái mai bonsai ấy, là mình thu nhỏ lại một cái cây mai to mà mình thu nhỏ lại trong một cái chậu rất nhỏ, một vừa một người bưng, thì cái sự chăm sóc càng khó. Do đó giá trị càng cố đọng lại bao nhiêu thì giá trị càng cao. Tháng chạp, vườn mai đã nở vàng vì thời tiết năm nay nắng nhiều. Sắc mai vàng xứ Huế khiến cho mùa xuân trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Thời xa xưa, quan lại vua chúa đã tuyển về những cái giống mai rất là quý để mà dâng lên vua, mà người ta gọi là mai ngự đấy. Tức là Huế bây giờ có được những cái giống mai rất là đẹp. Nó có ưu điểm là nó thích nghi được cái khí hậu của các vùng miền trên cả nước, đưa vào Nam chơi được, đưa ra Bắc thì tuyệt vời. Cái thứ hai nữa, mai Huế có cảnh dày và hương rất thơm. Khi nở ra là có một cái vườn thơm ngát, ong bướm về rất là nhiều. Bây giờ thì Trang sẽ trò chuyện với bạn Nhâm là con trai của ông Nguyễn Văn Giạc. Xin chào Nhâm ạ. Nhâm đã phụ ba của mình trong mai được bao nhiêu năm rồi ạ? Mình nhớ thì cũng khoảng đầu những năm cấp 2, khoảng lớp 6 và lớp 7 thì mình đã bắt đầu phụ những công việc nhỏ ở trong vườn như là tưới cây và làm cả công việc phụ khác. Khu vườn này có từ khi mình sinh ra đến bây giờ, cho nên đa phần những cây mai và các cây ở đây thì trong vườn mình cũng đa phần thì cũng bằng tuổi mình và có cây đã lớn hơn tuổi của mình. Trồng mai để cho hoa ra đúng vào dịp Tết thì công đoạn nào là khó nhất? Công đoạn nào cũng quan trọng, nhưng vẫn tùy thuộc vào thời tiết. Bản thân người làm vườn thì mình sẽ làm các công đoạn như là phun thuốc bệnh, phun thuốc trừ sâu, phun dinh dưỡng, cũng như là thay đất, thay chậu và bón thêm phân vào đất để cho cây được mạnh hơn. Đối với bạn tháng bàn thì hoa mai có ý nghĩa như thế nào trong dịp Tết ạ? Sống từ nhỏ trong một cái khu vườn rất là nhiều cây mai thì mình cảm thấy thì nó như là một cái biểu tượng của mùa xuân. Chỉ cần thấy một cái hoa mai nở trong vườn thì mình sẽ cảm thấy như mùa xuân sắp về. Thực sự mình cũng cảm thấy khá là tự hào khi mình được chăm sóc những cái hoa mai này để nó đem lại một chút sắc vàng cho mùa xuân của xứ Huế. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều.
được ngắm hoa mai với sắc vàng rực rỡ. Còn bây giờ thì Trang sẽ đến thăm một khu vườn hoa khác ở phường Thụy Phương để xem thử là những người dân ở đây đang chuẩn bị như thế nào cho vụ hoa Tết. Mỗi loài hoa có một đời sống riêng, một ý nghĩa riêng. Nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được, hoa chính là biểu tượng của mùa xuân. Hoa thạch thảo cảnh mỏng manh, dễ rụng, nhưng nhìn rất quyến rũ và bắt mắt. Hoa cúc vàng tỏ ý mỉm cười vui vẻ. Chúng sẽ tạo nên những khoảng vàng mềm mại, thể hiện niềm hân hoan dân tràn. Hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa, năm nay 500 chậu hoa của ông Lê Việt Đơn sẽ ra với chợ hoa Tết. Để có những sắc màu hoa đẹp, người nông dân phải tính toán ngay xuống vụ và luôn dành thời gian chăm sóc hoa. Ví dụ như trời thời tiết nắng thì có thể là một ngày tưới 2 đợt nước. Còn nếu như mà gặp thời tiết mà gặp mưa hoặc thời tiết không khí lạnh thì ta hạn chế nước. Anh khi mà đã bị sâu bệnh mà ta mà bơm thuốc trừ sâu mà không đông thì dứt khoát không có hiệu quả và cây nó sẽ trở ngại rất chi là lớn. Mùa xuân sẽ đầy đủ và trọn vẹn hơn với những sắc hoa. Vâng, dù là hoàng mai quỷ phải hay là những loài hoa bình dị giá rẻ thì người nông dân vẫn dành rất nhiều công sức để chăm sóc. Nghề trồng hoa nhiều vất vả nhưng cũng có cả những niềm vui. Đó cũng chính là nét đặc trưng riêng của những làng hoa xứ Huế trước thêm xuân mới.